Thưa quý vị, nhiệt độ sáng sớm tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua thì luôn dao động từ 18 cho tới 21 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là nền nhiệt thấp nhất từ đầu mùa khô cho đến nay. Tiết trời nắng nóng liên tục nhiều ngày thì nay lại giảm nhiệt xuống thấp bất ngờ, khiến cho các bệnh về đường hô hấp gia tăng, nhất là đối với trẻ em và người lớn tuổi. Những ngày qua tại bệnh viện Nhi Đồng 2, số lượng bệnh nhi nhập viện vì bệnh hô hấp tăng hơn 30% so với năm trước. Các bệnh chủ yếu như là viêm phế quản, viêm hô hấp trên. Các trường hợp có diễn tiến nặng như là viêm phổi, suy hô hấp cũng tăng. Theo các bác sĩ, trong thời điểm này, việc giữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng, cởi bớt đồ khi mà trưa nắng nóng và chống ô nhiễm bằng khẩu trang là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp cũng rất dễ lây qua đường tiếp xúc. Vì thế, cần thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay để phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo từ người thân. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, mức thưởng Tết có lẽ là thông tin mà người lao động nào cũng chờ đợi. Chắc hẳn là không ai mong muốn những hình thức dở khóc dở cười của một số doanh nghiệp trong mùa Tết năm ngoái như là thưởng gạch, thưởng nhang hay thậm chí là thưởng giấy vệ sinh. Năm nay thì do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn và chưa có thông báo chính thức về mức thưởng. Với quy định là người sử dụng lao động được phép là đưa ra hình thức thưởng không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc là những hình thức khác, thì người lao động không khỏi chờ đợi và phần lớn họ đều mong nhận được mức thưởng Tết bằng tiền. Sau bữa tối, anh Sơn đảm nhận phần rửa bát đũa và dọn dẹp phòng để vợ kịp đi làm ca đêm. Căn phòng trọ hơn 10m² của cặp vợ chồng công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long chưa có một dấu hiệu nào của Tết. Mong được nhận thưởng bằng tiền thì mới dám nghĩ đến Tết, theo anh Sơn là tâm lý chung của nhiều công nhân dịp cuối năm. Như bản thân mình là người lao động đi làm xa ở nhà, cho nên mong muốn nhất là cuối năm lại có được một khoản cũng để ổn định tâm lý và trang trải cho Tết. Cho nên là tâm lý chung như những người xa như bọn mình là muốn được thưởng bằng tiền. Từ Hà Tĩnh ra Hà Nội làm việc, quãng đường về quê dịp giáp Tết vẫn là nỗi ám ảnh đối với anh Lai. Theo người đàn ông này, nếu công ty thưởng cuối năm bằng hiện vật thì cũng chưa biết là có nên mang về hay không. Em là một người công nhân cảnh xa quê đi làm thì bao giờ cũng muốn thưởng bằng tiền hơn là hiện vật. Bởi vì đồng tiền đi làm về thì bao giờ nó cũng tiện hơn cho người công nhân. Nghe được thông tin, năm nay doanh nghiệp có thể thưởng bằng hiện vật. Nên tháng cận Tết, chợ tạm khu công nghiệp cũng nhiều người bán hơn. Nhiều chị em công nhân cũng tranh thủ thời gian để bán hàng kiếm thêm, kịp chuẩn bị cho cái Tết sắp tới. Công ty mình chỉ sản xuất linh kiện ấy. Tặng thì về cũng chẳng làm gì được với cái linh kiện ý. Để đến Tết thì nói chung là cần tiền để mua sắm gấp 2-3 lần so với chi tiêu hàng ngày bình thường một tháng. Ít việc thế này đi làm thêm, không giờ thì bán tầm chiều tối. Có hôm thì hết hàng thì bán về sớm 7 giờ, hôm là muộn thì tầm 8 giờ, 9 giờ, có hôm thì 11 giờ đêm. Tuy nhiên, theo đại diện Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về hình thức thưởng Tết, không phải doanh nghiệp muốn thưởng gì cho người lao động cũng được. Người sử dụng lao động phải xây dựng quy chế, lấy ý kiến của tổ chức công đoàn, công khai cho người lao động về mức thưởng. Không thể vì kinh doanh thua lỗ mà chuyển khó khăn cho người lao động.